Khi trăm trăm ăn à cô ta danh tơ cô ta tư cha đàng đăng ba bơ thành e dê và đi sai e quan sa hâm a tỳ đa ma phà ga quanh tăng a gia cha thà tuấn hay pha quê na tăng bùa thơ cà ruột nhảy na thì qua xa già bạn cha quát cha bà đời này na mì gà đa dặn tà tô gà tô bạn cha quát cha đa giờ này dê à mang ba dê sĩ thăm ma tô tà tô ba phu bồ thâu à nô la thăm đê tha nành à tha sít ca nhà con xin thăm hơi ta tô ba phu tì sam bút thô à nu na thăm mà đề sa năng ma ga qua sa ni đề sê si sa ta năng à tha sít tha căng tê na sa thu ai dơ phanh tê tê thê tu thăm mà đề sa năng sa ba di tha ba đề sa gia à nu cầm bấm bì ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhờ đời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo giải đời à, nhắm vườn lộc giả ngài chân sang thuyết pháp đâu các hàng đệ tử à, có năm thầy tin giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng ăn thối căm mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được tri à, vẹn toàn nam mô bích tha giá dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay sa thú lành thai nhục quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa dạ con kính dân bích tính sư ạ à. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các bạn tín nữ. Mời kính thưa quý vị, nay thì chúng ta tiếp tục học về lục cái tiếp theo là hoài nghi cái quý chí kiếp cha ni ca nát như những tuần lễ vừa rồi chúng ta đã học về dục dục cái là sự tham muốn dính mắc vào các cảnh sân lục cái gia bà đá ni quá na ná hôn thì cái là cạo con cái hôm nay thì đến hoài nghi cái nếu có thời gian thì chúng ta sẽ học nếu đủ thời gian thì chúng ta sẽ học hết luôn còn không đủ thời gian thì chúng ta sẽ học hoài nghi cái thôi vậy thì trước khi bắt đầu vào thời giảng chúng tôi xin được thành tâm để tam bảo một cách tóm tắt arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa đề mí so kato bhagavata thammo thammang namassami suppatipanno bhagavato sa vaka sangho sanghang namami
lô cát sát nga thăng quá đa mút tá ma hăng bút thần giác thăm mạnh giác bát na ma mỹ sàng căng. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng. Và xin chịu phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hồ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Đối với cái pháp ngày hôm nay đó, ngày chúng ta học là quý chí kiếp cha ni quát ra lát, đây là hoài nghi cái. Chúng ta nhớ là cái chữ, cái danh từ ni quát ra lát có nghĩa là ngăn che, ngăn che. Mà quý chí kiếp cha có nghĩa là hoài nghi. Vậy thì cái sự hoài nghi này đó là nó sẽ ngăn che, nó cản trở cho chúng ta về cái mà tu tiến. Vậy thì hoài nghi ở đây là gì? Hoài nghi ở đây á, có nghĩa là cái sự nghi ngờ, cái sự do dự, không quyết tin. Những cái điều đó là nói lên là cái hoài nghi. Ở đây thì chúng ta không có thấy cái sự hoài nghi thông thường những việc. Hoài nghi mà chúng ta đang học ở đây á, là hoài nghi mà nó ngăn che cái việc tu tiến của mình. Thật sự ra đó, ở trong đời sống của mình á, nó có những cái hoài nghi thông thường thì cái đó chúng ta cũng không cần quan tâm. Ví dụ bây giờ mình thấy rằng mình muốn đi chùa hay mình muốn làm công chuyện gì đó mà giờ mình không biết rằng lát một chút nữa có mưa không, mà nghi nghi quá nha, nghi nghi một chút nữa mưa, hoặc là mình đứng giữa cái ngã ba đường là mình không nhớ được, là mình không biết được cái đường nào mà dẫn chúng ta đến một cái chỗ mà chúng ta cần tiền, thì cái chuyện hoài nghi đó nó không có nhầm nhòi hết. Nếu mà chúng ta đi nhầm, đi không đúng thì chúng ta đi ngược trở lại thôi, cái điều đó nó không có sao. Nhưng mà đối với hoài nghi mà trong bài học, có nghĩa là hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng vân vân, thì những cái hoài nghi này nó rất là ảnh hưởng đến đời sống tu tập của tất cả mọi người. Vậy thì cái hoài nghi này đó, thường thường á, nó cũng do cái tác động ở bên ngoài, cũng do tác động ở bên trong, tác động ở bên ngoài và tác động ở bên trong nữa. Ví dụ như giờ chúng ta nhìn, chúng ta nghe nói về đạo Phật, mà giờ chúng ta không biết đạo Phật là một cái triết lý, một cái tôn giáo, hay là đạo Phật là một cái đạo giác ngộ, một cái đạo có thiệt đó. Hoặc là bây giờ chúng ta nghe nói những cái vị mà hành giả mà tu tập chứng đắc các cái tầng thiền đó rồi thì coi như là có được sự an lạc, mà không biết có phải như vậy không. Rồi những vị mà có thiên nhãn thông nhìn thấu suốt tam giới thì không biết phải như vậy hay không. Đó thì những cái điều đó đó là do mình nhìn ở bên ngoài, rồi mình có cái sự phân vân lưỡng lự, thành ra nó khởi lên cái hoài nghi. Cái điều này á, là quý vị thấy rằng ở trong kinh được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Quý vị, chúng ta thấy Sunakata có cái chứng đắc được thiên nhãn, nhưng mà lúc đó đến xin Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy cho con là luyện về thiên nhĩ tâm đi, thiên nhãn tâm con biết rồi, giờ ngài chỉ cho con luyện về để mà thành tựu thiên nhĩ tâm. Nhưng mà Đức Thế Tôn không được Sunakata, ngươi không có thể nào mà đắc được thiên tâm. Thì Sunakata này nỉ Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn nói là Sunakata không thể nào đắc được thiên nhĩ thông. Thì lúc đó Sunakata nghĩ rồi, vậy là chắc thầy mình, bậc đạo sư của mình không có thiên nhĩ thông, mới không có dạy cho mình, mới không có dạy cho mình. Đó ra chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này may là đắc được thiên nhãn thông rồi, mà còn khởi lên đó,
Còn đối với chúng ta nó thì vị thấy rằng ở trong cái đời bạc của chúng ta, chúng ta chỉ mà hờ hững với chánh pháp tí xíu thôi, chúng ta chỉ cần mà mình chơi với ngoại đạo, mà mình giao du với ngoại đạo nhiều lần thôi là coi như là hoài nghi này nó dễ dàng thở lên. Quý vị biết rằng mà chúng tôi tu tập mới học ở trong cái giáo pháp này thì mình nhìn qua những cái tôn giáo khác đó, mình thấy rằng ở bên những cái tôn giáo đó, đó có nhiều vị có nhiều vị Bồ Tát đồ này kia, thì lúc đó cái tâm mình nó cũng khởi lên cái sự phân vân, cái sự ngờ vực. Quý vị, thành ra thật sự cái này chúng tâm sự chúng tôi chia sẻ đến quý vị, nói thật lên cái trạng thái của mình. Trước kia nhiều khi quý vị biết rằng mình cũng bị chi phối lắm, mình cũng sợ lắm chứ quý vị. Quý vị biết ngày xưa đó, đối với khi mà chúng tôi ở trên núi đó, những cái chú Lăng Nghiêm hoặc là những cái chú Mi, quý vị, chúng tôi luyện, mình luyện đến nỗi mà hầu như là mình tụng đọc một ngày thứ 6 lần, tụng đọc một ngày thứ 6 lần luôn quý vị. Quý vị biết rằng thậm chí mà trong giấc ngủ khi mà ngủ mà nằm mộng mà mình bị nó đứng trước mặt, quý vị biết rằng còn đem cái bài nó ra tụng. Khi mà chúng tôi trở về chùa, ở chùa Nguyên Thủy này rồi nè, cái chùa Đức mà chúng tôi đang ở nè, khi mà chúng tôi trở về mà chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi tu được 1-2 năm ở bên Phật giáo Nguyên Thủy rồi, quý vị biết rằng có những đêm mà nằm mộng mà gặp Huy Nhân, chúng tôi còn đem những cái bài chú đó ra tụng nữa, là quý vị biết rằng là coi như là nằm lòng cỡ nào. Tại vì sao? Có quý vị biết rằng thời gian đó khi mà chúng tôi ở núi làm việc nó cũng ít, quý vị, đa phần là mình tu nhiều, có nghĩa là mình núi, quý vị biết không, ăn no xong rồi núi lấy cây về để mà bán rồi cho chùa trả tiền điện ở trong chùa, với là nói chung là tiền lặt vặt thôi. Rồi xong rồi đến cái mùa mưa đó, thì mùa mưa dầm làm gì mà đi lên núi lên rừng được, thành ra ở trong chùa. Ở trong chùa thì coi như là lúc đó là coi như là một ngày ít nhất là phải 3 thờ hoặc là 6 thờ, là coi như cứ tụng kinh hoài. Thành ra quý vị biết rằng là lúc đó là coi như là những cái bài đó, đó là coi như là giống như là những cái bài ca mà mình thuộc lào lào đó đó. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi được cái duyên lành á, gặp được Phật giáo Nguyên Thủy, lúc đó chúng tôi đọc cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, chúng tôi đọc xong cái quyển đó, chúng tôi quyết định là coi như là rời khỏi này để mà mình đi mình học đạo quý vị. Thì sau khi chúng tôi tìm được nơi chùa của Đức này, chúng tôi ở, chúng tôi học, chúng tôi tu, mà quý vị biết 2 năm sau khi mà gặp Huy Nhân vẫn còn đem cái bài chú đó ra để mà tập, nên đó thành ra quý vị đó. Thì ở lại với vấn đề chúng tôi đang trình bày cho quý vị nghe, nếu mà mình tu tập mình chỉ cần mà mình ngoại giao với ngoại giáo, rồi mình bỏ đi chánh pháp, mình bỏ đi chánh pháp mà mình chạy vô những cái điều đó, một thời gian sau là mình khởi lên cái sự quyền. Còn đối với cái hoài nghi mà nó khởi lên bên trong là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nhiều lúc đó, quý vị biết không, quý vị hành thiền hoặc là quý vị tu tập đó, quý vị tự nhiên cái mình khởi lên cái tâm của mình là không biết cái phương pháp này, cái đường lối này nó có làm phát triển được tâm linh hay không. Có nghĩa là mình tự nhiên cái mình phân vân, mình lưỡng lự, không biết tu tập vậy như vậy đó, rồi không biết là mình có
phát triển được cái đời sống trí tuệ hoặc là cái đời sống nội tâm của mình không? Quý vị thấy không, nhiều khi là mình đi đến, nhiều khi mình bị chi phối giữa ngoại cảnh và nội cảnh nha quý vị. Bây giờ quý vị biết không, quý vị mà đi đến một cái chùa mà gọi là những cái chùa mà ở bên tôn giáo bạn á, có nghĩa là nói chính ra đó là những cái chùa Bạc Tông, quý vị vô đi, quý vị thấy từ đời sống tâm linh đến vật chất, từ đời sống tâm linh đến vật chất, quý vị vô rồi quý vị nhìn lại cái chùa nguyên thủy á, quý vị thấy khác xa. Ví dụ như quý vị lên vô cái chùa đó, quý vị nhìn đi, tượng quá trời tượng, mà những cái loại tượng á là toàn là màu sắc rực rỡ, từ hiền tới dữ. Bước vào là mình thấy một ông trắng, ông mặt đen rồi. Rồi mình bước vào trong á thì mình thấy đủ thứ loại tượng hết, tượng xưa, tượng nay gì cũng có hết. Rồi gỗ á thì những cái loại gỗ rất là đắt tiền. Những cái hồng chung, những cái chuông mà để mà đánh hồng chung rồi đó quý vị nhìn cũng ghê hồn. Phải là tính ra đó là trị giá đó là phải nói rằng là bạc chục mà hoặc là bạc trăm tỷ trở lên đó. Còn mình quay lại cái chùa nguyên thủy, mình thấy con ông Phật, con cái tượng Phật Thích Ca, ngoài ra đó thì cũng có gì hết. Quý vị biết không, ở trong chùa của Đức á là coi như là Tết đến á, chúng tôi rảnh lắm quý vị, nó không có gì để, cũng như là không có gì để mà mình chăm sóc hết á. Chỉ có mình lên kêu mọi người lên xúm nhau lại là quét lau dọn tượng Phật, là lau cho sạch sẽ thôi, nhất là cái mùa lễ dân y á thì đâu đó là thôi à. Tại sao quý vị biết không, mình có đồ chân đèn rồi con hạt rồi những cái lưu đồng rồi đâu quý vị, lúc trước cũng có nhưng mà trộm vô lấy riết à, cũng lấy hết riết hết rồi, thành ra giờ thôi kệ nó lấy à, thôi mình cũng coi như là mình không có cần dọn dẹp. Mà hồi lúc trước á thì mình không biết về những cái vấn đề đó, mình coi cái điều đó nó quan trọng. Còn bây giờ á mà quý vị thấy rằng á, khi mà đi đến Thái Lan rồi đó thì mình về từ cái ngôi chùa của mình á, mình có cái tầm nhìn nó rộng hơn quý vị. Có nghĩa là bây giờ Phật tử muốn đốt nhang với đốt đèn dầu phải không, rồi được đem ra ngoài cái lư hương lớn ngoài trời đó đó, rồi để cái bàn nó ngoài trời luôn đó, muốn đốt bao nhiêu nhang, muốn đốt bao nhiêu đèn cậy ngoài đó, muốn đốt dầu phải không, rồi sắp những cái chung vừa rồi dầu phộng chế vô, rồi gắn cái tim vô, rồi đốt châm đốt đốt coi như là đốt ngày này qua ngày nọ đó. Thì quý vị thấy rằng những cái nước đó người ta có cách hết, người ta có cách làm hết. Thành ra đó, khi mà thật ra đó, ở trong cái đời sống tu tập đó, có nhiều khi nếu mà mình có cái sự học hỏi mình đi đây đi đó thì nó cũng làm giúp ích được cho cái đời sống mình rất là nhiều. Còn nếu mình không có đi thì tâm của mình nó sẽ bị, cũng như là nó cô động lại chỗ, nó cô động lại chỗ quý vị đó. Bây giờ trở lại với cái vấn đề chúng tôi đang nói cho quý vị nghe, thật sự ra cái hoài nghi này đó, nếu mà mình không khéo, mình không học hỏi nhiều, mình không có chịu tu tập nhiều đó, thì coi như là lâu ngày nó sẽ khởi lên cái hoài nghi liền. Còn hãy mà quý vị mà tối ngày quý vị cứ ôm quý vị đọc, quý vị nghe những cái lời của Đức Phật dạy, rồi những cái sự giải thích của các vị trưởng lão đó, rồi chúng ta tu học, thì coi như là lúc đó đó là chúng ta sẽ ngăn chặn, mình đè nén ngăn chặn được hoài nghi thôi chứ lúc đó là mình chưa có đoạn trừ được đâu quý vị. Khi mà chúng ta trở thành một cái vị thánh tu đầu quần rồi đó mới diệt được tà kiến hoài nghi với cấm thủ. Vậy thì lúc đó chúng ta là bậc thánh sơ quả rồi thì chúng ta mới diệt được hoài nghi. Còn mà thành ra chúng ta căn cứ vào điều này, thành ra nên lúc nào mà mình phải cũng phải tu tập, lúc nào mình cũng phải có cái sự khéo tác ý, lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự khéo tác ý tập trung vào cái chuyện tu tập, thì lúc đó đó chúng ta mới đè nén được cái hoài nghi.
Còn mà chúng ta hững hờ với nó, chúng ta hững hờ chừng tí xíu thôi là coi như là chúng ta sẽ bị vướng vào, vướng vào những cái bẫy. Tại sao mà chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái hoài nghi mà mình gần với ngoại đạo, hoặc là mình gần gũi với những người mà ưa có cái chuyện bài xích, kích bác lẫn nhau, là hoài nghi nó sẽ khởi lên. Đó, cũng như là cái pháp đó mà làm cho hoài nghi nó sanh khởi đó, có nghĩa là mình cứ đi nghe những cái chủ thuyết này, những cái chủ thuyết nọ, nó đối lập với nhau, nó bài xích lẫn nhau, thì quý vị thấy rằng á, mỗi cái chủ thuyết á, người ta đưa ra đó, là quý vị biết rằng là có cái tính hợp lý, có cái tính hợp lý đối với phàm phu của chúng ta. Chúng ta không có phát hiện được đâu quý vị, chúng ta không có phát hiện được đâu. Ví dụ như quý vị thấy rằng không, có những cái đạo, những cái đạo mà người ta, ví dụ như giờ người ta tu, người ta nghĩ rằng người ta tu theo cái đạo mà người ta bệnh tóc lại, người ta để tóc dài, nó quắn lại gì đó, đó thì người ta có những cái chủ thuyết đó. Hãy mà mình vô là không khéo mình không phân tích được đó. Hoặc là người ta có những cái, thí dụ như người ta có những cái sự mà theo người ta thờ về cái đạo thờ lửa đi, quý vị thấy rằng người ta sẽ có những cái hình thức nó rất là làm cho cái đời sống tâm linh của mình dễ tin theo lắm, mình dễ tin theo đó. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng chúng tôi, thí dụ giờ mình muốn cúng gì đi, mình phải đốt nhang, đốt đèn xung quanh chỗ này chỗ kia, rồi nói chung là mình làm nó phải có cái sự quyền diệu, mà nó có cái sự quyền bí, thì quý vị thấy rằng vô đó gì chứ, tại vì cái máu của chúng ta, cái máu của chúng ta là nó thích về cái điều mà gọi là lễ bái với thờ cúng nè. Cái máu của chúng ta là coi như là chúng ta rất là từ cái điều đó. Thành ra bây giờ mà mình gặp mấy người mà người ta đưa ra những cái chủ thuyết đó, cái chủ thuyết đó nó hay. Ví dụ như giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe, quý vị thấy không, rằm tháng 7, rằm tháng 7, hoặc là trong những cái ngày trong tháng 7 vừa rồi đó, quý vị thấy rằng có những cái chỗ mà người ta cúng không, đó người ta chất đồ đóng nghĩa các loại bánh, các loại đồ luôn, rồi coi như là người ta kêu kêu cờ, kêu phướng, rồi người ta đốt nhang, nó chỉa qua chỉa lại, nó xung quanh nguyên cái bàn cúng, rồi người ta đọc, người ta đọc thí dụ như là Việt Nam Quốc đồng đồng nai tỉnh đồng này kia, hôm nay chúng con thành tâm thiết lễ này kia. Quý vị thấy rằng nó có cái sự linh thiêng lắm chứ bộ, nó có cái sự linh thiêng lắm. Mà cái máu của mình là cái máu mà máu thờ cúng, thành ra mình đi lợi đó, là coi như là mình dính liền lợi đó, là quý vị biết rằng là mình bị nhiễm vô những cái tập tục đó liền đó. Nhưng mà thật sự ra nếu mà quý vị mà học ở trong chánh pháp, quý vị học ở trong chánh pháp đi, thì quý vị thấy rằng là mình học mình biết vật thực này, cơm nước bánh trái này để cho ai ăn, để cho ai ăn, để cho người ăn, những cái lòng người ăn. Còn bây giờ mà nói về những cái chúng sanh ngã quỷ đó, tại sao mình nó không ăn được, tại vì do cái nghiệp mình sanh làm một cái loài phi nhân, một cái loài ngã quỷ, nó thuộc về sắc tế, có nghĩa là nó không có lợi ăn được. Mà bây giờ đó chúng tôi thấy có nhiều người đó, người ta coi vậy chứ, người ta học mà quý học phân tích gì đó, nhưng mà lâu ngày người ta quên đi, rồi người ta thân cận với những cái chỗ mà bài biện về cái chuyện đó là lâu ngày là người ta bị dính liền, lâu ngày bị dính liền. Thành ra quý vị thấy rằng cái đó là thực tế. Bây giờ chúng tôi nói quý vị nghe đó, quý vị thấy rằng cơm nè, bánh nè, nước uống nè, đó rồi những cái đồ này, những cái đồ mà mình ăn thường ngày đi, những cái đồ đó thì thật sự ra là để cho chúng sanh ở trong cõi người này của chúng ta ăn đó. Còn đối với những cái chúng sanh mà thuộc về phi nhân ngã quỷ, ta có ăn được không? Không quý vị. Nếu mà người ta ăn là nó phải hết, cũng như cũng vậy. Bây giờ quý vị là ở chùa chúng tôi đãi quý vị ăn bánh ăn chè đi, thì quý vị ăn xong rồi nó hết. Còn những cái chúng sanh đó mình nói người ta ăn được là sao mà người ta ăn được? Không có thể nào. Đã vậy rồi còn có nhiều người nói
thầy làm phép thầy chú nguyện vô rồi chúng sanh thân bằng quyến thuộc quý vị sẽ dùng được cái điều này. Ôi giỏi quá, hay quá, chú nguyện làm phép vô rồi chúng sanh phi nhân ngã quỷ rồi ăn được đó, mình thấy còn siêu hơn Đức Phật ngày xưa nữa đó. Thành ra đó chúng tôi nói nhiều về cái điều này là để cái cốt ý là chi quý vị, để cái cốt ý là không phải là mình chê bai hết, nhưng mà mình nói ra cái nguyên nhân, cái nguyên nhân á mà mình bị khởi lên cái hoài nghi á là do mình thân cận với ngoại giáo, mình thân cận với không phải là chánh pháp. Thành ra đó ở những chỗ đó họ có những cái chủ thuyết nó khác nhau, mà đã nói cái chủ thuyết rồi đó thì quý vị đừng có nói mà chúng ta mà đủ lý lẽ để mà chúng ta bẻ, chúng ta không có đủ lý lẽ để chúng ta bẻ, chúng ta chỉ có quay về. Đối với chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng đủ lý lẽ, nhưng mà mình chỉ quay về cái lời dạy của Đức Phật thôi. Đức Phật nói là ở những cái chúng sanh ở cái cõi nào thì có cái vật thực của cõi đó, hoặc là những cái pháp nào thì nó có những cái vật thực của cái pháp đó. Thí dụ như mình nói về hoài nghi truyền cái vị trí kích cha ni quá ra ná, cái thức ăn của nó là cái gì, hoặc cái chú xứ mà để mà làm sao mà nó sân khởi lên, thì Đức Phật nói là do chúng ta gần gũi với những cái chủ thuyết là nó khác nhau, mỗi người có một cái chủ thuyết này, người này có chủ thuyết kia, rồi sau đó nó người ta nhằm cái mục đích gì, nhằm cái mục đích người ta bài xích lẫn nhau. Khi mà người ta bài xích lẫn nhau đó thì chúng ta ở chính giữa, chúng ta ở chính giữa thì lúc đó làm sao quý vị, chúng ta khởi lên hoài nghi thôi. Giờ mình cũng không biết ai đúng ai thôi, mình làm cả hai thì nó còn hơn nữa. Coi như là lúc nào cũng vậy, một cả hai quê thì không bao giờ mà chúng ta đạt đến cái mục đích cao được. Một là chúng ta tu tập theo cái pháp đó, hai chúng ta tu tập theo cái pháp kia, thì cái gì nó cũng có cái đường đi của nó. Hễ mà đúng thì nó cho kết quả tốt, mà hễ mà không đúng thì nó cho mình cái kết quả xấu thôi đó. Thì quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống tu tập đó, những cái điều này chúng ta phải có cái sự xác tín đàng hoàng, chúng ta phải có cái sự xác tín, có nghĩa là mình ngồi mình suy nghĩ lại đối với cái hoài nghi là do đâu quý vị, do mình không có khéo tác ý, có nghĩa là mình không có trí tuệ, chúng ta không có trí để mà chúng ta suy xét, mà chúng tôi thật sự ra đó, thí dụ như đối với những cái gì mà nó cao siêu quá đó thì mình không suy xét được thì cũng không nói quý vị. Nhưng mà có những cái chuyện rất là thông thường, có những cái chuyện nó rất là thông thường, thí dụ giờ mình nói nhỉ, mình nói là đốt cái tiền vàng bạc mà mình gỡ xuống âm phủ mà cho quyến thuộc mình xài được, mà cái chuyện đó mà mình thấy rằng tại vì người ta không chịu tin, chứ thật sự ra đó quý vị thấy rằng người ta không có đường để mà trả lời, làm sao mà tự nhiên mà mình in ra rồi mình ở trên đây in ra ở đâu á, rồi người ta in ra những cái đó rồi xong rồi mình đốt, rồi mình nói là gỡ xuống cho cái người mà đã chết là xài được đó. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra cái điều này là cái điều quá phi lý, nhưng mà tại mình không chịu tin thôi đó. Rồi quý vị biết không, rồi có những người học pháp vậy ha, rồi tình nhà, nhưng mà lỡ quyến thuộc của mình mà có xảy ra cái gì, thí dụ như mình học pháp vậy nha, mình học coi như là mình ghi chép cũng là coi như là kỹ lưỡng lắm á, ghi chép rồi cũng nhiều lắm á, rồi cũng nhiều lắm á, nhưng mà bây giờ một cái người thân của mình, một cái người đầy tình, đầy cái tình thân, đầy cái tình thương mà ra đi, rồi hiện sao quý vị? Lúc đó mình bị yếu mềm, thôi kệ, ai đốt, mình không đốt thôi, nhưng mà mình cũng im lặng, lỡ gỡ xuống thì nó xài được sao?
lỡ gỡ xuống là cái quyến thuộc của mình người ta xài được sao. Đó thì chúng tôi chỉ ra cái chỗ mà khi mà mình á, cái lúc bình thường á, mạnh mẽ, nhưng mà khi mà gặp chuyện á, thì mình yếu đuối, là mình bị hờ hững liền, mình bị phân vân, bị lưỡng lự, bị do dự liền. Thật sự ra đối với bản thân của chúng tôi nói không phải là nói gì hay hết, nhưng mà chúng tôi tin, là chúng tôi tin về cái lời của Đức Phật dạy, và chúng tôi cũng tin cái điều mà mình xác thực được. Thật sự ra ở những cái tờ giấy này ở trên đây là mình vẽ vô, mình in ra rồi mình bắt người ta ở dưới người ta xài cái gì sao được. Thì những cái điều đó là chúng tôi không chịu, nhưng mà chúng tôi có cái niềm tin là thí dụ như người đó thân thích với mình, quyến thuộc xa, quyến thuộc gần gì đó, bạn bè xa hoặc là bạn bè gần gì, người ta qua đời, người ta qua thế giới bên kia, nói chung là người ta chết đó, thì chúng tôi tin vào cái phước mà cúng dường thức ăn cho chư tăng ăn. Chúng tôi tin vào cơm nước bánh trái, những gì đó, những thức ăn đó cúng dường đó, các vị tu sĩ, thì coi như là chúng tôi tin cái phước đó, đó người ta hưởng được. Mà nếu mà người ta không hưởng được đó, thì chính bản thân của chúng tôi, chính bản thân của mình làm thì mình cũng hưởng được cái phước đó. Thành ra quý vị biết rằng á, quý vị biết rằng đối với cái đời sống của chúng tôi có cái điều nó cũng rất là lạ. Quý vị mà kêu chúng tôi là coi như là nấu cơm nấu nước hay là làm thức ăn làm cái gì đó cúng dường chư tăng, xong rồi đến tu nữ, rồi đến những người cư sĩ luôn cũng được, có tam quy ngũ giới là ok, là chúng tôi mừng. Đó thì kêu mình xuất ra mình làm những cái điều đó cho hội chúng, thì chúng tôi rất là mạnh dạn, cũng như là tâm rất là hăng hái. Thí dụ như giờ quý vị nói rằng quý vị nói với chúng tôi rằng vào cái chủ nhật tuần tới hay là thứ năm thứ sáu gì đó gia đình con đến chùa muốn dùng một bữa cơm với chùa, chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ quý vị. Dù cho mình có tốn kém nhưng mà mình cũng hoan hỷ. Mình quay lại sao quý vị, là mình có cái dịp, mình lâu lâu mình có cái dịp để mà mình tạo phước. Nhưng mà quý vị mà kêu chúng tôi mà đi phóng sanh đồ dùm đó, rồi dù cho là tiền của quý vị, dù cho tiền của quý vị bỏ ra, chúng tôi làm nó cũng không có bằng, làm nó cũng không có bằng cái thức ăn của quý vị. Chúng tôi có một cái điều đó, một cái điều nó rất là lạ. Thành ra đó chúng tôi thấy rằng cái điều nào mà nó thiết thực, nó cần hơn thì mình sẽ làm. Nhưng mà thật sự ra đó nha, có nhiều người á, người ta nói là vậy, chúng tôi không có tâm từ, chúng tôi không có chịu, là cái điều đó không có chịu. Quý vị biết rằng có những lần tôi đi vào ở trong toilet, thấy ở dưới cái ở trong toilet đó có những cái con vật, ví dụ như là con gián hoặc là cái con gián hoặc là con ong hoặc là con thằn lằn, nó rơi xuống ở trong toilet đó. Cái chỗ đó mình mà nhấn nước cái là nó tuột xuống hầm, xuống phần luôn. Nhưng mà lúc đó quý vị biết không, có những cái con, ví dụ như là có những cái con mùa là mùa cạp đi, là nó hoặc là những cái con mà nó có thể tấn công mình được. Mà quý vị biết rằng trong đêm khuya như vậy mà chúng tôi vẫn lấy đồ, lấy cây hay lấy cái gì đó, lấy cái cây mà nó chùi cầu đó, chúng tôi lấy cái cây chúng tôi vớt ra rồi chúng tôi đem ra ngoài, chúng tôi thả ở ngoài. Thế mà những cái con mà thuộc về mà con bùa cạp đó, thì chúng tôi thả cái vùng đất ở bên ngoài, hoặc là những cái con mà nó thuộc về ở dưới nước đó, thì chúng tôi thả trở ngược nó xuống mương hoặc là xuống sông. Mà quý vị biết không, trong cái đêm khuya đó là cái mình bị chi phối với cái sự ngủ nó rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn ngưng lại để mà mình phóng sanh hoặc là mình cứu cái con vật đó nó đang bị rớt xuống đó, mà nó không có khả năng mà một mình nó tự lên được, chứ không phải là mình không có tâm từ đâu quý vị. Lúc đó thật sự ra quý vị biết không, chúng tôi làm bằng tất cả tâm từ và tâm bi. Quý vị thấy rằng lúc đó có ai khen không, trong đêm đó đâu có ai khen chúng tôi đâu,
mà trong đêm khuya đó mình phải ngừng lại cái sự ngủ, mà nhiều khi nó dơ nữa nha quý vị, mà nhiều khi mà cái tâm trạng mình buồn ngủ quá, mà nhiều khi đó, những cái con bồ cạp đó nó có thể nông mình á, con rít nó sẽ có tấn công mình được đó, nhưng mà mình cũng ráng bình tĩnh để mà mình làm. Thì những cái điều đó, đó thật sự ra không phải mình không có tâm tư nhưng mà cái lúc cần là mình phải ngưng lại cái sự ngủ nghỉ của mình để mà mình làm những cái điều đó, mình có tâm từ, có tâm bi với những cái chúng sanh đó. Còn á, thí dụ như những cái trường hợp mà chúng tôi thấy rằng có những cái trường hợp thí dụ như là những người thân của quý vị đã từng tu tập, đã từng tạo phước, đã từng nghe pháp sinh hoạt ở trong lớp học, ở trong room này, khi mà cha mẹ hay là vợ chồng hay là con cái hay là thân bằng quyến thuộc gì đó bệnh nặng quá, thì lúc đó có thể mình làm bằng một cái sự mà tổng lực. Tổng lực có nghĩa gì? Có nghĩa là lúc đó mình cũng hướng dẫn cho cái gia đình đó, người ta cúng dường trai tăng rồi trai tục người ta, rồi mình cũng giúp đỡ người đó bằng cách nếu mà người đó muốn thì mình cũng coi cái phóng sanh đó gồm có ví dụ như là mình hiểu biết được, mình biết được là ở cái khu chợ đó bây hiện giờ là người ta đang dọn những cái cá, những cái tôm tép gì đó ra người ta bán ngoài đó đó, rồi coi như là mình ra mình mua chục ký, 20 ký, 100 ký, 1000 ký gì đó, mình coi như là mình phóng sanh một lượt. Thì những cái lúc đó cần những cái lúc đó mình cần làm, và mình biết được cái chỗ đó nó sẵn có như vậy, cái chỗ đó nó sẵn có như vậy thì mình tạo cái công đức phước báo nó thì nó cũng tốt quý vị. Có nghĩa là lúc đó mình phải dùng cái hiệp lực, nhiều cái hiệp lực vô. Còn bình thường mà tự nhiên mà kêu mà chúng tôi đi lỡ đó dặn trước 3 ngày nữa tới lễ là tôi mua 300 con chim đồ này kia để phóng sanh đồ này kia thôi, cái điều đó chúng tôi không có thích làm. Chúng tôi không có thích làm. Vậy thì đối với cái ngoài nghi này nè, thì chúng ta đừng có chúng ta đừng có xa rời với chánh pháp, chúng ta đừng có thân cận với những cái ngoại giáo. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta thân cận với ngoại giáo đó, người ta đưa ra những cái chủ thuyết khác nhau, mà những cái chủ thuyết đó mình không thể nào mà mình phát hiện được. Hoặc là đối với cái đời sống tu tập cũng vậy. Chúng tôi nhớ, tôi rất là nhớ hồi trước mà khi mà sư trưởng ngài Hòa Thượng Giác Chánh á, ngài còn khỏe đó, thì quý vị biết á, những cái người đó, những cái người có những cái người á, người ta đem cái cuốn kinh đó của một cái vị khác đi đến hỏi Hòa Thượng Giác Chánh. Hòa Thượng Giác Chánh nói không, nếu đem chánh kinh ra, kinh tạng ra thì cái gì không biết thì Hòa Thượng sẽ tìm cách tìm hiểu và giải thích giùm. Hoặc là nếu mà muốn hỏi thì sách của tôi viết ra, in ra thì cứ đem lại đây, cái chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ giải thích, tôi chỉ giùm. Còn cái sách của cái chúng tôi nét. Bây giờ quý vị có nghe lại âm chưa? Quý vị chúng tôi đang
về cái điều này, đang nói về cái điều này, nghi là cái đời sống. Thành ra có một điều này nữa, nhớ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, chúng con nghe âm thanh sư không có liên tục thì không nghe nữa. Cả con cung thỉnh sư rời room rồi trở lại bạch sư. Sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn đặng trọng và phổ biến cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, sư có thể rời room trở lại bạch sư. Rồi, sư không nghe rồi, nhờ cô Bét hoặc đặng trọng nghỉ chắc lên. Rồi, sư nghe rồi, thì chạy ra rồi nha. Yeah. Rồi, càng hoan hỷ cho trong giây lát sư sẽ trở lại ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con thấy sư đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ sư có nghe được âm thanh con. Con xin thay mặt đạo tràng thỉnh sư ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân Bụt Đinh sư. Dạ, quý vị nghe lại được âm thanh thánh thoát của chúng tôi chưa? Đùa quý vị tí xíu thôi cho nó đỡ mệt nha quý vị. Đang nói và đang nói rồi tự nhiên nó bị rớt nét, làm mất đi cái cảm hứng rồi. Và thì chúng tôi đang nhắc cho quý vị nghe về một cái điều nữa, là có nghĩa là chúng ta đừng có đi đến gần với những cái người nào mà người ta ưa bài xích lẫn nhau, là người ta ưa bài xích lẫn nhau nha quý vị. Có nghĩa là đối với ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình học về Phật pháp, mình cứ thẳng một đường mình học, là mình cứ thẳng một đường mình học. Thí dụ như giờ mình học về lục cái, là có ở trong lục cái có dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, tạo mỗi cái, hoài nghi cái, vô minh cái, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cô lắng, chúng ta cứ sâu cạn gì ở trong đó, chúng ta cứ tìm hiểu, là chúng ta cứ tìm hiểu. Thành ra đó là chúng ta quên đi những cái chuyện mà bài xích. Tại sao vậy? Tại vì á, bây giờ á, nếu mà quý vị á, mà mình gần gũi á, những người á, người ta ưa kích bác lẫn nhau, là đây cũng là cái nguyên nhân để mà sanh lên hoài nghi, là ở đây cũng là nguyên nhân để mà sanh lên cái sự hoài nghi. Quý vị biết rằng là hồi thời gian trước đó, cách đây cỡ chừng 7-8 năm, chúng tôi ưa đi qua chùa của Ngài Tam Tạng thứ sáu. Ngài Tam Tạng thứ sáu, chúng tôi thường qua bên đó gặp Ngài để chúng tôi hỏi pháp, hỏi điều này điều kia. Rồi hình như là chúng tôi cũng có cái duyên, rồi Ngài cũng thương nữa quý vị, Ngài cũng thương. Thành ra lúc Ngài mới nói với cái người thông dịch đó, là Ngài nói với cái người thông dịch đó, là hỏi chúng tôi á, là các vị mà Tam Tạng ở bên đây á, với các vị mà nói chung là các vị sư Miến Điện á, đi qua Việt Nam á, trong cái thời gian này á,
Ngài coi như là đi qua mấy lần luôn, rồi thuyết pháp, rồi người Phật tử người ta cũng cúng dường, rồi người ta cũng hân hoan đón chào, nói chung là người ta cung kính, ta rất là một cung kính. Vậy thì các vị trụ trì, các vị giảng sư ở bên đó đó có buồn không? Như là giống như là hỏi thẳng ra, giống như là có ganh tị không đó quý vị, có ganh tị không? Thì cái câu đó đó hình như là chúng tôi được cái duyên lành là trước khi đi chúng tôi đã nghe sư trưởng và thượng nhất chánh đã nói cho chúng tôi nghe là hòa thượng nhất chánh nói làm sao quý vị biết không? Thì nhờ có những ngày tâm tạng qua, những ngày tâm tạng đó thuyết pháp cũng nói lên, thí dụ như là tạng kinh 21.000 pháp môn, rồi tạng lực 21.000 pháp môn, rồi tạng quy diệu pháp 42.000 pháp môn, hoặc là những cái bài kinh năm cái truyền cái, hoặc là ở trong tứ niệm xứ có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì ngày xưa giờ thì các vị giảng sư Việt Nam mình cũng thuyết vậy, rồi giờ các ngài qua cũng thuyết những đầu đề nó như vậy, nhưng mà có chú giải hoặc là có sâu, có cạn hơn. Nhưng mà quý vị thấy rằng là những cái tiêu đề đều giống nhau, rồi những cái lời giảng dạy á, thì sâu và rộng hơn, chứ không có bị nghịch với nhau đó. Thành ra đó thì chứng tỏ rằng là hồi trước giờ các vị giảng sư ở Việt Nam không có thuyết tụng bài đó. Thành ra đó cái, khi mà thấy các ngài tâm tạng thuyết pháp là các vị quan hỷ, thành ra lúc đó quý vị biết á, hòa thượng ngài tâm sáu á, ngài hỏi chúng tôi, ngài coi chúng tôi thấy như là chúng tôi thường đến chùa ngài rồi ưa hỏi pháp, là chúng tôi phải nói rằng là ưa hỏi ngài tâm tạng lắm. Thành ra ngài tâm coi như là chúng tôi coi như là cũng như có cái sự cũng như là thương mình vậy đó. Thành ra mới hỏi thiệt mình, về cái vấn đề đó. Mà quý vị biết rằng chúng tôi có một cái điều may mắn là tự nhiên cái câu chuyện đó nó cái tình huống đó trước khi đi là chúng tôi đã nghe hòa thượng ân sư của chúng tôi, hòa thượng Giác Chánh đã nói trước rồi quý vị. Cũng như quý vị biết rằng cái lần đầu tiên mà chúng tôi thuyết pháp ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ đó, thì trước đó thì sư trưởng đã nói cho chúng tôi nghe rồi, nói nếu mà mai mốt mà có đụng mấy cái trường hợp mà thuyết pháp cho quốc tế người ta nghe đó mà phải nhờ thông dịch đó, thì mình nhớ nha, nói ngắn nói vừa đủ thôi để cho người thông dịch người ta chuyển ngữ qua. Sư nói ngắn người ta chuyển ngữ sẽ một là đủ, hai là nhiều hơn. Còn mà sư mà nói dài quá đó, cái người chuyển ngữ á, người ta sẽ chuyển ngắn lại tại vì người ta không có nhớ đó. Thì quý vị thấy rằng y như rằng tự nhiên chúng tôi lần đầu tiên đang đi lang thang ở bên Ấn Độ gì đó, cái không có ai thuyết pháp đó. Ở cái đoàn Việt Nam mình á, các vị trưởng lão bận không có qua, thành ra rồi lúc ta nghe tin tức của chúng tôi đó là cũng đang đi vòng vòng ở đó đó, thành ra người ta thông báo lên lo quý vị, thông báo lên lo là Bhikkhu cứu sách tá tầm má là chị có tính có ở xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng này không, đến với cái đoàn của Việt Nam. Thì đến chừng đó chúng tôi tưởng là cái chúng tôi quay lại thì người ta mới nói rằng là 2 ngày nữa là đến cái đoàn Việt Nam thuyết pháp, mà các vị trưởng lão không có qua, thỉnh đại đức chuẩn bị thuyết giùm đó. Quý vị thấy rằng lúc đó thì sao giờ quý vị cũng coi như là dân tộc tính chứ, phải không? Bây giờ không ai phải ra tay với quý vị đó. Thì quý vị thấy rằng đến chừng ngày hôm đó mà chúng tôi lên, chúng tôi ngồi, chúng tôi thuyết á, quý vị biết không, chúng tôi thuyết mà khi mà vừa thuyết xong á, thành công xong á, người ta chạy lên, người ta mừng quá trời luôn quý vị. Người ta nói rằng trời ơi sư thuyết mà biết bao nhiêu người Việt Nam người ta rung, hỏi sao rung, nó trời thấy lần đầu sư ra, sư ngồi mà thuyết pháp rồi từng câu rồi cho người ta chuyển ngữ qua tiếng Anh nữa, thành ra rung, nó trời tôi thuyết tôi không rung, quý vị sao rung. Nhưng mà lúc đó quý vị biết không, là tại sao mà chúng tôi biết rằng là mình nói ngắn mà người ta chuyển ngữ nó đủ,
mà mình nói ngắn mà người ta chuyển ngữ nó đủ hoặc là hơn hoặc là dư. Tại vì lúc đó chúng tôi kể ra cái câu chuyện á, mà nói về cái đời sống tu tập là nó được an lạc. Chúng tôi kể cái câu chuyện á, cái vị đó là vị đó là đang nằm ở trong rừng á, là thốt lên cái lời an lạc thai, lành thai đối với cái đời sống tu tập tại rừng này đó. Thì lúc đó chúng tôi thật sự ra là chúng tôi quên cái vị đó là tên gì, nói chung cũng có một chút rung quý vị, có một chút rung chứ. Lần đầu tiên mà ngồi lên trên cái trên ngay chỗ cái pháp tọ mà cái bồ đề đạo tràng, cái bồ đề thiệt mà lần đầu tiên ngồi lên đó rung, cũng có một chút rung quý vị. Tự nhiên quên tên cái vị đó. Thì cái người mà chuyển ngữ á, khi mà người ta chuyển ngữ người ta gắn cái tên cái vị đó vô dùng Má Hà Nà Má, chúng tôi nghe là chúng tôi nói rồi, công nhận người chuyển ngữ này coi như là cũng trình độ nha. Có nghĩa là mình kể cái câu chuyện đó ra mà mình quên tên cái vị đó. Mà cái người chuyển ngữ đó, người ta lắng nghe là lúc mà người ta chuyển ngữ người ta gắn cái tên Má Hà Nà Má. Thì quý vị chuyển qua tiếng Anh đó, nhưng mà cái chữ Pali cũng còn ý nguyên đó. Đó, thành ra chúng tôi mới thấy đúng là mình có những cái điều may mắn là tự nhiên không biết sao Hòa Thượng Nhất Chánh là đã dạy ở nhà trước, rồi đi lang thang qua bên đó gặp đúng tình huống giống như là giống như trong phim mà dựng sẵn vậy đó, giống như trong phim mà dựng sẵn vậy đó quý vị. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là đối với đó, những cái mình muốn cho cái hoài mình á mà nó không thân khởi đó là mình phải đi với thuận chiều. Có nghĩa là mình lo, mình học, mình đừng có đến gần những cái người nào mà người ta ưa có cái sự mà bài xích lẫn nhau. Mình mà gặp những cái người nào mà người ta chỉ dạy mình đi thuận đường thì coi như là dần dần mình sẽ có cái sự tiến tu. Mình gặp những cái người mà bài xích lẫn nhau thì sẽ dễ cho mình trở lên cái hoài nghi. Vậy thì nếu mà mình muốn mà được mà đè nén để ở trong một cái lúc nào đó chúng ta sẽ diệt được hoài nghi thì thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu rõ về giáo pháp của Đức Phật đó. Chúng ta phải tìm hiểu rõ thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật đó. Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu rõ ân đức Phật Pháp Tăng Phật Pháp Tăng đó. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu rõ ân đức Phật Pháp Tăng. Rồi mấy cái điều này là quý vị là đó, quý vị cứ tìm hiểu tại sao mà có cái hiệu là A-ra-hăng, Samma Sambuddho, giáo pháp này thiết thực hiện tại hiện đó, rồi ân đức của chư tăng các bậc đáng nhận các lễ phẩm, đáng là nơi cúng dường, lễ bái cúng dường vân vân. Thì chúng ta tìm hiểu rõ những cái ân đức đó. Rồi thứ ba là chúng ta phải hiểu rõ giới lực. Thứ ba là chúng ta phải hiểu rõ giới lực. Thứ tư là chúng ta sẽ xác tín nơi tam bảo. Xác định là mình có niềm tin nơi tam bảo á, sẽ xác tín nơi tam bảo, đúng rồi, tính tính không hát sẽ xác tín đúng rồi, nhà xa thú. Rồi thứ năm là thân cận với bạn lành đó, hồi nãy chúng tôi nói đó, thân cận với bạn lành. Thứ sáu là có lời nói thích hợp đó, là những cái pháp này mà để mà nó trừ diệt hoài nghi nè đó. Sáu cái pháp này là để trừ diệt hoài nghi đó. Trừ diệt hoài nghi là chúng ta hoài nghi cái gì quý vị? Chúng ta hoài nghi về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chúng ta hoài nghi về về điều học rồi chúng ta hoài nghi về quá khứ hoài nghi về vị lai hoài nghi về
quá khứ và vị lai luôn đó. Thì chúng ta nhờ sáu cái điều này để mà chúng ta diệt trừ lại những bài nghi đó. Nó có nghĩa là thường thường á, thì khi mà chúng ta thường thường á, hồi lúc trước á, chúng tôi học á, thì nếu mà nói về hoài nghi thì trình bày là hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi về điều học, hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai, hoài nghi về quá khứ và vị lai luôn đó. Thì bây giờ chúng tôi sau khi chúng tôi học rồi á, thì sáu cái điều này, sáu cái điều mà mình hiểu rõ về giáo pháp rồi, mình tìm hiểu rõ đức Phật Phật pháp tăng á đó, chúng ta lấy sáu cái điều này, chúng ta có sáu cái điều này để mà chúng ta để diệt trừ cái hoài nghi về Phật pháp tăng, đó là cái chính. Vậy thì dù có cố gắng làm sao thì cũng không có qua nổi cái truyền cái thứ sáu là vô minh cái. Thành ra bây giờ hết thời gian rồi nên chúng tôi xin tạm ngừng ở đây, để tuần sau mà mình sẽ học tiếp. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được thì xin thành tâm mà dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phút này đến quý cô tu nữ cũng các vị cùng các vị thiện nam thính nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phút này đến tất cả các vị chư thiên nữ trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên nguyện thức và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị luôn, cả các vị vương càng các bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, chư thiên chúa diêm vương, những người phúc mặt phúc mài cùng chúng sanh trong ba giới cũng lồi đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thầy.